Vâng, em xin chào các bác đang theo dõi kênh của bên Nguyên Vũ Audio nhé. Đấy, em lên cho các bác một cái thớt cassette đấy, của dòng Onkyo có mã là K505. Đấy, để về các bác nào mà đang cần những cái thớt này để về nghe những cái băng ở nhà đấy hay là để trưng bày đấy, thì alo cho em nhé. Đấy, con này thì là size 20 nhá. Đấy, Toller size 20. Bài ôn tập hè số 6 đến đây là hết. Chúc các em vui học. Thân mến chào tạm biệt các em. Đấy. Rồi. Onkyo này, đấy, cassette K505 này, made in Japan này. Đấy. Công suất là 11W này, AC là 100V thì cái này các bác phải đặc biệt lưu ý cho em nhá. Đây là hàng Nhật bãi nên điện sử dụng phải là điện 100V. Đấy. Còn đây là AV, AV thì nó có một cổng in, một cổng out, đấy, line in và line out. Đấy. Hàng bãi nhưng về phải nó tuyệt vời các bác này. Các góc cạnh rất là tuyệt vời. Ở đây thì em đang cho chạy thử băng luôn này. Đấy. Đấy. Bữa ăn sáng đã sẵn sàng. Peter định tắm trước rồi mới ăn sau, nhưng em thấy đói nên sẽ ăn trước. Listen to this. It's 7 o'clock. It's time for Peter to get up or he'll be late for school. His mother says breakfast is ready. He says he'll take a bath first. Then he'll eat. Đấy. Cái này nó là băng kiểu dạy học sao. Em chả biết, em thấy với được cái ở nhà đây em test thử cho các bác thôi. Đấy, chứ còn cái này thì cái mắt này có biết rồi nhá. Đấy, hàng cũ hàng mãi thì cái mắt nó cũng hao khó vào phần rồi. Đấy. Thế nên là em ở đây em test thì ok. Đấy, còn em không bài mà tỏi trên cái mắt này nhá. Là còn về các bác cứ dùng bình thường nhá. Đấy, cứ lấy cái băng mà xịn xịn tí mà dùng nhá. Đấy. Nhớ chăm là cắm điện 100 các bác nhá. Dạ vâng, đấy thì giá của nó là 600 nhá. Giá 600. Đấy thì bác nào chốt cái con này thì alo ngay cho em nhá. Qua số điện thoại là 0966 594581 nhá. Địa chỉ 57, số 57, đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội nhá. Em xin chào các bác và hẹn gặp các bác tại video tiếp theo bên em nhé.